Lucius Annaeus Seneca, hay thường được gọi là Seneca, là một triết gia người La Mã thuộc trường phái triết học khắc kỷ và là chính khách, nhà biên kịch, nghệ sĩ hài đương thời. Ông là một tên tuổi lớn của văn học La Mã. Seneca từng là thầy giáo và cố vấn cho hoàng đế Nero, đồng thời ông cũng là một trong những người giàu nhất ở thời đại của mình. Seneca viết nhiều về tiền bạc, của cải vật chất, của lòng tham trước chúng. Chủ đề này lặp lại xuyên suốt trong các bài luận về triết học của ông. Và cũng giống như các quan điểm chiết trung của chủ nghĩa khắc kỷ, Seneca lên án lòng tham vô độ ấy. Tuy nhiên, lối sống xa hoa cùng cuộc đời đắm mình trong của cải và quyền lực của ông đã khiến nhiều người đặt nghi vấn về những trăn trở được coi như lời răn dạy lưu truyền đến ngày nay của Seneca. Vậy, liệu nhận định về tiền bạc, của cải vật chất từ một người sống trong nhung lụa có thực sự đáng tin cậy hay không? Kể cả khi chúng đáng tin, thì những nhà khắc kỷ như Seneca hay Marcus Aurelius đều sống cách chúng ta cả nghìn năm. Vậy liệu chúng ta có thể học được cách tách mình ra khỏi những món đồ mà ta nghĩ rằng mình không thể sống thiếu chúng qua việc rèn luyện khắc kỷ hay không? Rèn luyện bản lĩnh con người trước những lo âu của đời sống hiện đại, trang bị cho bản thân một tâm thức mạnh mẽ trước thời đại biến đổi khôn lường, một kim chỉ nam định hướng tâm hồn tới bình yên và hạnh phúc, thực hành chủ nghĩa khắc kỷ trong đời sống cùng Seneca những bức thư đạo đức, khám phá và đặt ngay bộ sách tại tủ sách nhà nhẹ nhá. Chủ nghĩa khắc kỷ nói gì về sự giàu có? Đầu tiên, các nhà khắc kỷ tiêu biểu có xuất thân khác nhau. Ví dụ như Epictetus từng là nô lệ, Seneca lại là một chính khách rất giàu có và quyền lực dưới thời hoàng đế Nero bạo chúa. Còn Marcus Aurelius là hoàng đế La Mã, trị vì từ năm 161 đến khi ông mất vào năm 180. Vậy nên, các nhà khắc kỷ cũng có nhiều quan điểm khác nhau và khác các trường phái khác về của cải vật chất. Nếu Mausonius Rufus khuyến khích tránh hoàn toàn lối sống xa hoa, thì Seneca lại cho rằng mỗi người có quyền kiếm tiền và tích lũy của cải, miễn sao việc làm giàu cho bản thân mình không gây hại đến bất cứ ai. Seneca cũng cho rằng ta hoàn toàn được phép tận hưởng sự giàu có của mình, miễn sao biết đâu là điểm dừng. Những người theo chủ nghĩa khắc kỷ tin rằng để có một cuộc sống tốt đẹp, con người phải hiểu được những quy tắc của trật tự tự nhiên và tự nhiên chính là gốc rễ của mọi điều. Đây là nguyên lý cơ bản và trọng tâm của trường phái khắc kỷ và những nhà khắc kỷ luôn đề cao việc đi tìm bản chất của tự nhiên, logos, thông qua quá trình rèn luyện để suy nghĩ một cách rõ ràng, mạch lạc, không thiên vị. Vậy nên, theo chủ nghĩa khắc kỷ, tiền bạc và của cải không tốt cũng không xấu, sở hữu của cải không tốt cũng không xấu, và giàu có với những thứ này không tốt cũng không xấu. Họ không bác bỏ, cũng không khuyến khích sự giàu có hay ham muốn với của cải vật chất. Những thứ trên mang tính trung lập, tốt hay xấu phụ thuộc vào cách chúng ta sử dụng và nhận thức chúng. Chủ nghĩa khắc kỷ răn dạy rằng, phẩm hạnh là điều tốt đẹp duy nhất đối với con người, và những thứ xung quanh ta như sức khỏe, tiền bạc, niềm vui, có giá trị là điều quan trọng để phẩm hạnh hành động. Chính thế, ta không nên đánh đổi tất cả để có được chúng, giữ lối suy nghĩ thà có còn hơn không, để từ đó gây hại hay làm hủy hoại phẩm hạnh của mình. Chúng chỉ nên được chấp nhận và tận hưởng khi là sản phẩm đính kèm của việc sống một cuộc đời có đạo đức và có ý nghĩa. Ví dụ, một bác sĩ mang theo hoài bão được giúp càng nhiều bệnh nhân càng tốt, có thể trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai. Và khi đã trở thành bác sĩ giỏi, người đó chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Lúc ấy, tiền chính là trái ngọt của sự nỗ lực, phấn đấu, hy sinh quên mình. Nhưng nếu vị bác sĩ ấy bị trói buộc bởi đồng tiền, đặt mong muốn cá nhân của mình lên trên sức khỏe của bệnh nhân, thì lúc đó tiền không còn trung tín nữa. Những đồng tiền kiếm chác được từ các đơn thuốc hay liệu trình thừa thải là những đồng tiền tác động tiêu cực đến không chỉ sự chính trực của bác sĩ mà còn cả những người được họ chăm sóc. Chủ nghĩa khắc kỷ nhận định rằng việc cố gắng tích lũy nhiều của cải hơn nữa là đi ngược lại với tự nhiên, vì sự giàu có đó có thể bị tước đoạt bất cứ lúc nào. Và vì có thể bị tước mất như vậy nên sự giàu có đó không bao giờ thực sự là của ta. Hơn nữa, nếu ta đặt sự thanh thản của tâm trí vào những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, ta sẽ trở nên phụ thuộc và bị điều khiển bởi những ham muốn ấy. Điều quan trọng mà triết gia Lucius Seneca muốn nhắc tới chính là việc hạnh phúc đích thực nằm ở cách ta cân bằng của cải và việc sở hữu nó. Những người có một đống tiền thường muốn nhiều hơn, lý do rõ ràng chứng tỏ họ chưa có đủ. Trong khi những người có đủ rồi,
họ đạt được một điều quan trọng mà những người khác không đạt được. Họ nhận ra được điểm dừng. Tiền không bao giờ khiến một người thực sự giàu có. Thứ nó làm được là tiêm nhiễm vào đầu những người chạm được nó sự thèm khát có thể sở hữu nó nhiều hơn. Nhưng khi một người đã nhìn ra được những nhu cầu cơ bản và chính yếu của tự nhiên, người đó không những làm chủ được bản thân, không còn biết đến sự nghèo khổ, mà thậm chí còn vượt qua được nỗi sợ nghèo. Khi được hỏi ai là người giàu, Epictetus trả lời, anh ấy là người bằng lòng. Theo Epictetus, những tranh cãi về sự giàu có của Seneca. Seneca từng trích dẫn lời Epicurus rằng, kẻ khờ thì không biết trân trọng cuộc sống và luôn sợ hãi vì hắn chỉ hướng đến tương lai, trong bức thư gửi người bạn Lucilius của mình. Ông tự hỏi mình sống như một kẻ ngốc là như thế nào? Rồi cũng chính ông tự đưa ra kết luận là cả ông và những người xung quanh ông đều sống như một kẻ ngốc. Tất cả chúng ta đang bị cuốn trôi bởi lòng tham mù quáng vào những thứ có hại và không tài nào thấy thỏa mãn. Chỉ khi biết thế nào là đủ, ta mới cảm nhận được niềm hạnh phúc trong tâm mình. Nếu không, ta vẫn mãi khốn khổ, dẫu cho có cả thế giới trong tay mà thôi. Nhưng những lời ấy lại xuất phát từ người giàu có và quyền lực bậc nhất thành Rome, sở hữu vô số dinh thự cùng khối tài sản lên tới 300 triệu sesterti, thuộc top 0.1% những người giàu nhất. Kẻ thù gọi ông là Seneca siêu giàu một cách đầy chế giễu, cáo buộc ông săn lùng những người giàu có ở độ tuổi xế chiều với hy vọng được nhắc đến trong di chúc của họ, hay hút máu người dân bằng những khoản vay với lãi suất cao cắt cổ. Seneca sống trong xa hoa với những điền trang trải dọc lãnh thổ, với những món đồ xa xỉ như 500 chiếc bàn được làm từ ngà voi chỉ để phục vụ bữa tối xa hoa của ông cùng 1.000 người bạn thân thiết của ông. Quan điểm của Seneca về thói giàu sang không giống với các nhà khắc kỷ khác. Ông cũng không coi việc rèn luyện phẩm hạnh đồng nghĩa với cuộc sống khổ hạnh. Ông bày tỏ mối quan ngại về lòng tham, thứ khiến ta trở thành nô lệ của trụy lạc và bị cuốn theo sự thỏa mãn giả dối, chứ không phải mối quan ngại về việc sở hữu nô lệ, sự phân tách từng lớp giàu nghèo, hay việc người giàu phải dùng tiền của mình cho người nghèo thay vì những đồ vật đắt tiền. Thứ Seneca lên án là sự quá độ, tiêu dùng quá nhiều, tham lam quá nhiều, sở hữu quá nhiều của tầng lớp thượng lưu. Seneca có một sự cởi mở lạ thường với những lời chỉ trích đạo đức giả nhận được từ các độc giả đương thời. Seneca thường trích dẫn những lời buộc tội ngay trong các bài viết và các tác phẩm của mình, để rồi ông đưa ra kết luận về việc đạt tới lý tưởng của triết học ngay trong cuộc sống. Theo Seneca, những người cực kỳ giàu vẫn có thể duy trì được phẩm hạnh của mình. Thứ nhất, họ phải giữ vững thái độ đúng đắn, xa cách với nô lệ và của cải của mình, tức là sở hữu nhưng không cần đến những thứ ấy và sẵn sàng từ bỏ khi cần. Thứ hai, việc tích lũy của cải cần tuân thủ pháp luật và đạo đức. Thứ ba, sử dụng sự giàu có của mình đem lại lợi ích cho những người kém may mắn hơn. Và điều này có phần trùng khớp với tầng lớp thượng lưu trong xã hội ngày nay, khi họ thành lập rất nhiều các tổ chức xã hội từ thiện với những cam kết giúp đỡ các mảnh đời kém may mắn. Vào thời của Seneca, không có tổ chức từ thiện quy mô lớn, cũng không có các cam kết được đưa ra. Có lẽ, việc suy ngẫm và viết về triết học chính là những nỗ lực kiên cường nhất của Seneca trong việc chống lại lòng tham đang thúc đẩy ham muốn có nhiều hơn nữa của ông. Bởi lòng tham ấy buộc ông phải thừa nhận giá trị của việc giàu có hơn để bảo vệ mình khỏi những nguy cơ chính trị và xã hội đương thời. Tất nhiên, cái chết của Seneca vào năm 65 sau Công nguyên đã chứng minh rằng việc giàu có thêm cũng không bảo vệ được ông. Các tác phẩm của Seneca để lại như Seneca, những bức thư đạo đức giúp chúng ta nhận ra được giá trị mà việc tự suy ngẫm mang lại. Những suy ngẫm về cuộc sống và triết học ấy tuy không thể giúp chúng ta hoàn toàn vượt qua những khủng hoảng cần đương đầu, nhưng sẽ giúp chúng ta tích lũy sự tích cực và nhận thức đúng đắn để cải thiện bản thân. Từ đó, ta sẽ tự đặt ra những câu hỏi về ham muốn lẫn động lực của chính mình, thôi thúc ta tìm cách chung sống nhưng không bảo hòa trước một xã hội bị bao vây bởi chủ nghĩa tiêu dùng như ngày nay. Bạn có thể tìm mua cuốn sách quý giá này trên website của Spyroom. Đây là đầu sách được tái bản liên tục do chính nhà nhện phát hành, đồng thời cũng là cuốn sách gối đầu giường với những bạn muốn tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ. Làm chủ lòng tham. Sau khi biết về chủ nghĩa khắc kỷ và tìm đọc các đầu sách về trường phái này, mình dần nhận thấy có sự chuyển dịch trong cách mình nhìn nhận mọi thứ xung quanh. Mình nhận ra mình không thực sự cần tới rất nhiều món đồ mà mình đang sở hữu, và suy nghĩ ấy đã giúp giảm bớt sự kiểm soát của chúng lên mình. Mình không còn buồn bã hay lo lắng nữa nếu không thể sở hữu những món đồ phải có mới nhất. Chủ nghĩa khắc kỷ đề cao trí tuệ, wisdom, chính trực
integrity, công bằng, justice, can đảm, courage. Trí tuệ là khả năng nhìn nhận thế giới một cách rõ ràng, gạt bỏ những thành kiến, đánh giá, nhận thức và định kiến của chúng ta sang một bên và cố gắng nhìn thế giới như nó vốn có, không bị che mờ bởi những gì chúng ta nghĩ nó nên như vậy hoặc những gì chúng ta muốn thấy. Trong trường hợp của một xã hội đề cao vật chất, trí tuệ giúp chúng ta quyết định xem chúng ta đã có đang rơi vào cái bẫy muốn ngày càng nhiều hơn không. Trí tuệ cũng giúp chúng ta hiểu liệu cách chúng ta nhìn nhận về tiền bạc và của cải tác động tích cực hay tiêu cực đến các mục tiêu, mối quan hệ và hạnh phúc của chúng ta. Chính trực là khả năng tiết chế, biết nói không, duy trì kỷ luật để ngăn chặn việc tự nuông chiều. Thực tế, chúng ta không hẳn muốn lấp đầy cuộc sống của mình bằng những món đồ phải có đó, mà chỉ đột nhiên nảy sinh mong muốn sở hữu khi bị tấn công bởi hàng loạt quảng cáo và lời mời chào hấp dẫn. Lúc đó, chúng ta cần áp dụng kỷ luật để duy trì sự thăng bằng cho bản thân lẫn ví tiền của mình. Thỉnh thoảng, nuông chiều bản thân hoặc làm những điều mình thích không có hại gì, nhưng chúng ta cần sự cân bằng và không vượt qua ranh giới để xảy ra tình huống nuông chiều mình quá mức. Công bằng là hành động theo hướng có ích cho tập thể và xã hội. Ví dụ, một bác sĩ lựa chọn đồng tiền thay vì sức khỏe của bệnh nhân, nghĩa là họ đã bỏ qua lợi ích chung và gây hại đến những người xung quanh. Ở xã hội đề cao vật chất, sức hút từ tiền bạc, của cải, địa vị có thể thúc đẩy ta gây những hành động sai trái với người khác. Đồng tiền chuyển từ trung tính sang tiêu cực. Can đảm là làm điều đúng đắn, hành động phù hợp. Quan điểm này tương đồng với công lý trong xã hội hiện đại. Một xã hội mà tiền bạc, địa vị, sức ảnh hưởng khiến mọi người coi thường sự chính trực, chuẩn mực, niềm tin vào phẩm hạnh. Những gì mà sự giàu sang mang đến rất khó để cưỡng lại. Nhưng một khi đã bán mình và trở thành nô lệ cho lòng tham, phẩm hạnh sẽ vĩnh viễn xa rời ta. Cuối cùng, mình nhận ra có nhiều cách tốt hơn để chạm ngõ hạnh phúc. Thay vì ham muốn những thứ mình không có, mình sẽ tập trung vào những thứ mình có, gắn thêm nhãn mác và đánh giá tích cực cho chúng. Việc này khiến sức hấp dẫn của những món đồ phải có giảm bớt và dành thời gian để suy nghĩ cách sở hữu chúng để thay thành thời gian dành cho bạn bè hay gia đình. Với số tiền mình tiết kiệm được, thay vì bỏ ra mua món đồ phải có, mình có thể sử dụng cho những chuyến đi hay trải nghiệm thú vị khác. Suy cho cùng, giống như Marcus Aurelius viết trong Suy Tưởng là hạnh phúc trong cuộc sống của bạn phụ thuộc vào chất lượng những suy nghĩ của bạn. Hy vọng là các bạn thích video về chủ nghĩa khắc kỷ lần này. Đừng quên subscribe kênh Spyroom để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Bye!